Mưa lớn liên tục chút xuống trong những ngày qua đã khiến cho nhiều vùng thấp trũng trên địa bàn Hà Tĩnh ngập sâu. Đặc biệt, các hồ thủy điện, hồ chứa nước cũng đã bắt đầu điều tiết lũ, khiến mực nước tại các con sông ngàn sâu, ngàn phố, sông la dâng cao. Trong đêm qua, hàng trăm hộ dân tại các vùng trũng thấp Hà Tĩnh đã phải thức trắng đêm để di rời, sơ tán tài sản ra khỏi vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ bị sạt lở đất. Đây là lần thứ ba trong ngày, chị Bùi Thị Sáng di chuyển hàng hóa lên cao. So với buổi chiều thì mực nước lũ đã dâng lên hơn 0,5 mét, khiến một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng. Suốt đêm nay chỉ phải thức trắng canh dòng nước lũ để bảo quản số hàng hóa còn lại. Đến mùa mưa lũ này cuộc sống của người dân ở đây mà đặc biệt là gia đình tôi thì nói chung rất chi là vất vả luôn. Cứ một năm là cứ chạy lụt chạy lũ lụ này mấy lần thôi đấy. Cứ mỗi lần vậy là không thể tránh khỏi được thiệt hại. Nhiều khi là lũ vào nó quá nhanh đấy mình sơ tán không kịp. Còn tại nhà chị võ thị sương hiện nước lũ đã dâng cao gần một mét và đang có dấu hiệu tiếp tục dâng lên. Theo thông báo thì thủy điện ở hương sơn tiếp tục điều tiết lũ cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về sẽ gây ngập lụt ở các vùng hạ du. Nhiều hộ dân ở khu vực chợ đình đang cố gắng sơ tán tài sản đến nơi cao nhất có thể. Ở hiện tại thì um, trời đang mưa và nước sóng đang uh, tiếp tục dâng cao. thì trong đêm nay thì uh, chúng tôi uh, ở đấy. Tựa tục tục 24 trên 24 để đề phòng là nước dâng cao thì di dời tài sản đến chỗ an toàn nhất để tránh thiệt hại. Mưa lớn khiến nước sông ngàn phố lên nhanh, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Hương Sơn hôm qua không bị ngập, nay cũng buộc phải di rời. Trong đêm, nhiều gia đình phải vội vã sơ tán toàn bộ áo quần, chăn màn, lúa gạo lên chỗ cao, đồng thời chuẩn bị tàu thuyền sẵn sàng sơ tán người và tài sản khi có lệnh khẩn cấp. Chúng tôi đã di dời một số hộ dân có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn và hỗ trợ để rồi giúp đỡ những cái hộ dân có hoàn cảnh là di dời tài sản, hàng hóa và đặc biệt là ưu tiên việc là bảo vệ tính mạng con người là trên hết. Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn, mực nước sông ngàn sâu, ngàn phố và sông La vẫn đang ở mức cao. Tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo người dân không được chủ quan mà phải di rời ra khỏi các vùng ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Ngày 23 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa liên tục phát cảnh báo kêu gọi người dân vùng ngoài đê sông Mã thuộc các phường Thiệu Dương, Nam Ngạ, Đông Hải, Hoàng Quang, Thiệu Khánh di rời trẻ em, người cao tuổi đến nơi an toàn. Hàng trăm gia đình sinh sống ở vùng trũng thấp đã bị lũ dâng cao gây ngập lụt 0,5 đến 2 m chia cắt cục bộ. Cùng với đó, chính quyền huyện Mường Lát, Cẩm Thủy, Thạch Thành, thành phố Thanh Hóa phải sơ tán hơn 6.000 dân khi nước lũ các sông lên rất cao, nhiều nơi bị cô lập. Ngoài thành phố Thanh Hóa, mưa lớn 3 ngày qua cũng khiến hàng nghìn hộ dân ở các huyện biên giới Mường Lát, Quan Sơn, Hai Thường Xuân, Cẩm Thủy, Thọ Xuân cũng bị ngập. Suốt đêm qua và dạng sáng nay, chính quyền những địa phương này đã huy động lực lượng sơ tán dân đến nơi an toàn. Theo thống kê sơ bộ, đến trưa ngày 23 tháng 9, các huyện thị thành phố tại Thanh Hóa đã sơ tán hơn 2.000 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu sinh sống dọc các vùng ven sông, suối có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Hàng loạt tuyến quốc lộ 15C, 16 đi huyện Mường Lát, Đường 217 đi Quan Sơn bị sạt lở một số điểm gây cô lập, chia cắt nhiều thôn bản. Điện lưới tại các xã phường ngập lụt đã bị cắt. Hôm nay một số huyện tại Thanh Hóa đã cho học sinh nghỉ học để đảm an toàn. Ngành giáo dục ghi nhận một số trường hợp à, trường học tại Mường Lát, Như Xuân, Lang Chánh đã bị sạt lở, gây hư hỏng. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nhiều nơi ở Hà Nội đã có mưa lớn dẫn đến ngập úng cục bộ. Trong đó, xã Tốt Động, xã Hữu Văn của huyện Trương Mỹ là những nơi chịu cảnh ngập nặng nhất. Đến nay, mức nước vẫn chưa rút gió nước sông ở sông Bùi tăng cao. Trong điều kiện khó khăn, người dân ở khu vực này hàng ngày phải di chuyển sinh hoạt chủ yếu là bằng thuyền bè, ghi nhận của phóng viên VTC14. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Tốt Động, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Như quý vị có thể nhìn thấy thì tình trạng ngập lụt vẫn đang diễn ra rất là nghiêm trọng ngày gần đây xung quanh đây là mênh mông biển nước và cái tình trạng này vẫn còn đang kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây và phương tiện chính của nơi đây là bằng chiếc thuyền này như quý vị có nhìn thấy và những ngày qua trên địa bàn thành phố Hà Nội sau ảnh hưởng của Hà lưu bão số 4 đã gây mưa lớn và nếu mà tiếp tục tình trạng mưa lớn kéo dài này thì mực nước vẫn chưa thể giảm được và tình trạng khắc phục cũng như là xử lý và giúp đỡ người dân sau lũ và chắc vẫn chưa thể thực hiện được. Tình trạng ngập sâu vẫn đang xảy ra tại nơi này, có điểm ngập trên 2m. Người dân chật vật trong việc di chuyển, mỗi nhà đều phải chuẩn bị sẵn một chiếc bè thuận tiện cho việc đi lại. Ông Trượng hàng ngày phải treo trên chiếc bè của mình qua những chỗ ngập để lấy nước sinh hoạt. Túy đã có tuổi nhưng ông phải cố gắng để có thể vượt qua mùa mưa lũ này. Động xe trước nó tràn nữa đây, cao lắm. Mấy rồi nữa, vừa rồi nó rút được xuống đây một tí, sau trận mưa này nó lại tràn lên. Dưới nhà dưới, những nhà dưới kia có nhà lưng nhà có nhà hơn mét, không đi lại toàn thiền thúng vất vả lắm. Khi nó lụt thì đợt trước là nó cũng cũng tràn đê khoảng bao nhiêu phân này nhưng mà đợt này nó mưa to quá phải cao hơn đợt trước những khoảng gần 40 phân bão số 3 này thì gây ảnh hưởng rất là thiệt hại về thôn đồng dâu có chỗ là đắp cũng không thể cứu nổi mà chỗ sâu nhất của thôn đồng dâu là hiện nay là có 110 hộ mà chỗ nào ngập sâu nhất là tất cả là đều vào trong nhà rồi chỗ nào sâu nhất là tới 2m7 2m8 còn thì như ở đây là cũng tràn đê và ngập hết sang bên đồng không còn gì nữa mà bây giờ là thôn đồng dâu là khổ nhất của cái xã tốt động này cây trồng hoa màu của một số hộ gia đình đều đã bị thiệt hại cuộc sống ngày càng khó khăn không riêng gì người lớn nhiều trẻ em xóm đồng dâu hàng ngày cũng phải dậy sớm từ 5 giờ để kịp chuyến đò vượt lũ tới trường tan học các em lại lên thuyền lên đò để trở về nhà Mỗi lần như vậy tốn ít nhất 30.000 đồng. Thực tế là ngập thế này là rất là vất vả. Học sinh đi học thì không không có đủ phương tiện để cho các con đi học. Ấy. Mà vất vả lắm. Mà có phải là nhà nào cũng có phương tiện để di chuyển đâu. Mà công an Việt Nam thì quá khổ. Đang đi làm, ngày nào đi làm bây giờ ngồi thực tế ở trong nhà bây giờ là nửa tháng thôi. Chưa đi làm được. Nếu mà phải đi học như thế này là các cháu phải dậy sớm từ lúc 5 giờ để ăn uống để chờ thuyền các bác ấy đón đi các bác để cho đi hộ. Tôn Động, Hữu Văn là những vùng trung nhất của huyện Trương Mỹ. Để thích nghi với tình hình ngập lụt liên miên, những ngôi nhà mới xây đều có nền rất cao. Tuy vậy, phần lớn tại khu vực này vẫn còn nhiều ngôi nhà lâu năm lại không được tôn cao. Đường xá trũng thấp khiến nước rút chậm sau bão số 3, dự kiến sẽ có 1.825 hộ gia đình tại Quảng Ninh được hỗ trợ về nhà ở với mức từ 50 đến 100 triệu đồng một hộ. Đây là một trong năm nghị quyết quan trọng vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ bao gồm các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình, con cảnh khó khăn, có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoặc hư hỏng nặng không thể ở được, phải cải tạo, sửa chữa, không còn nhà ở nào khác trên địa bàn, những hộ này sẽ được hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Cụ thể, các hộ có nhà ở bị đổ sập trôi hoặc hư hỏng nặng mà không còn khả năng khôi phục và không có nhà ở khác trên địa bàn sẽ nhận được hỗ trợ 100 triệu đồng một hộ để xây mới nhà. Các hộ có nhà bị hư hỏng nặng mà phần còn lại không thể sử dụng được, không có nhà ở khác sẽ nhận hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để sửa chữa nhà. Mức hỗ trợ này cao hơn so với các chính sách hiện hành nhằm phù hợp với tình hình khó khăn và thiệt hại do bão gây ra. Việc hỗ trợ cho các hộ dân dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 để giúp các gia đình ổn định cuộc sống một cách bền vững hơn. Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang, nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liên bang ngày 23 tháng 9 ra thông báo khẩn khuyên cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liên bang rơi khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Theo đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Li-băng, trong trường hợp bất khả kháng không thể rời đi, công dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát diễn biến truyền thông, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Li-băng, Israel. Khu vực phía Nam thủ đô Beirut và khu vực phía Bắc gần biên giới với Syria. Hồi tháng 8, đại sứ quán Việt Nam có 11 công dân Việt Nam sinh sống và học tập tại Li-băng, chủ yếu ở Beirut và khu vực lân cận đại sứ quán đề nghị công dân cần tìm nơi tạm trú ở những vùng an toàn và có phương án dự trữ thực phẩm thuốc men đề phòng tình huống xấu cơ quan ngoại giao tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với công dân để chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân